Rồi, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị em mình cái dòng máy in kim, in hóa đơn hay còn gọi là máy in hóa đơn, hóa đơn 3 liên, 4 liên, 5 liên ha. Thì dòng máy này nó sẽ là dòng model nào để cho anh chị em mình ha. Dòng này là in A4. Khi mua máy in, anh chị em mình để ý coi hàng này là hàng công ty hay là hàng chính hãng ha. Đây, xuất xứ có series và có rồi thì cái đĩa đây là mình khui cái thùng này ra ha. Đây là cái đĩa của nó, LQ310 ha. Đó, hình dáng của máy này để mình khui ra cho coi có gì bên trong ha. Rồi, dòng máy in kim LQ310 thì cho anh chị em mình ha, dành cho nhất là những công ty xuất hàng máy in kim là máy như vậy. Máy này có chức năng là in 3 liên, một liên trắng, một liên hồng, một liên xanh. Đó, in được 4 liên, 5 liên cũng được luôn ha. Đầu kim Epson này. Rồi, anh chị em mình nè, hãy xem nè, trước khi mình mua máy in về và cách gắn như thế nào thì mình chia sẻ luôn ha. Thì anh chị em đi đầu tiên là anh chị em mình dễ lấy cái ri băng LQ310 này ra, xé ra. Dặn cái mũi tên này, cái mũi tên này. Đó, để lên đây. Nhớ nè, trên đây nè, nó có cái này. Mọi người coi cái này ha. Đây. Rồi, xong. Mình như vậy, ở dưới này nó có cái lỗ nè. Cái lỗ màu xanh này thấy không? Đó, mình nhắm vô đó, mình để. Rồi. Mình để này, căn chỉnh hai bên này với bên này luôn. Đó. À, mình giới thiệu cho những anh chị em nào mà chưa biết ha. Đã dùng máy thì còn những anh chị em dùng máy rồi thì thôi mình ha. Rồi, xong. Thì vậy cái ri băng này nè, anh chị em mình để vô bên trong luôn ha. Nhẹ nhẹ vô bên trong. Rồi xong. Lúc này cái dây ri băng này nó bị dùng. Anh chị em mình dùng cái một đây này. Kéo căng cái này lên. Rồi. Ha, đầu kim máy in Epson mà hàng chính hãng thì đầu kim có tem Epson. Rồi ha, vậy ha. Rồi. Bắt đầu mình in. Đây là cái khay giấy trên. Còn đây là khay giấy dưới để mình điều chỉnh nè. Đó, qua lại ha, kéo qua lại với nhau cho anh chị em nào mà chưa biết ha. Đó nè, nâng cái hạ này, cái đây giữ cái đây này, đó là khóa lại. Còn mở này là cho nó chạy tới chạy lui, điều chỉnh của A4 ha, A5 gì đó tùy mình ha. Rồi, khi mà anh chị em mình in ở giấy một liên thì mình chọn cái nấc này. Còn nếu như 3 liên thì bật qua đây, 3 liên. Đó, ha, nó có ký tự luôn, 1 liên và 3 liên. Cho anh chị em nào của mình chưa biết ha. Rồi, nó cũng rất là đơn giản thôi. Máy in kim này, máy là dùng để in hóa đơn 3 liên chính hãng. À, hóa đơn 3 liên, hóa đơn 4 liên, 5 liên để xuất kho phiếu hàng. Đó, nên dành cho anh chị em nào mà chưa biết ha. Rồi, cái thứ hai nữa, cái máy này dành cho những anh em mà hình in hình xăm á, ken xăm ken hình á, thì cái máy này xài cũng được luôn. Rồi, cảm ơn anh em ha. Anh em nào quan tâm về máy in màu, máy in phun, máy in kim, máy in đa chức năng, máy in qua wifi thì liên hệ với Livista, đường link bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều, đăng ký kênh và ủng hộ ha. LQ310.